chuyện truyền thanh câu chuyện truyền thanh kính thưa quý vị và các bạn có một thời người ta nhắc đến HIV bằng nỗi sợ hãi và tuyệt vọng nhưng ai chẳng may bị nhiễm loại virus này là cuộc đời coi như chấm hết nhưng giờ đây khi người ta hiểu được cách phòng tránh và phương pháp duy trì sức khỏe cho bệnh nhân thì hiv không còn là nỗi kinh hoàng đối với con người nữa tuy nhiên vấn đề kỳ thị thì vẫn còn tồn tại nhân ngày thế giới phòng chống s chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh tôi ơi đừng tuyệt vọng của tác giả lê ngọc diễm có phần tham gia thể hiện của các diễn viên kim cương trong dây liễu duy hằng trong dây hân thu quế trong dây hồng cúc hồ trải trong dây hiệp kim liên trong dây bà khả Tường Duy đọc lời dẫn, biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn. Chị tổ trưởng Hồng Cúc có vẻ gấp gáp, nên trong lúc chờ đợi chị Hân ở gian phòng hội phụ nữ, chị Cúc nhìn đồng hồ rồi cứ đi đi lại lại. Vừa thấy Hân dừng xe, chị Cúc nối luôn một tràng. Mẹ ơi, chị đi đâu mà lâu quá trời, em đợi chị từ sớm tới giờ á. Điện thoại thì không nghe máy Trong khi chuyển gấp gáp mà liên hệ không có được Em phải đi từ dưới đó lên đây Tưởng gặp chị Ai dè đợi muốn xỉu Chị vô đi em gặp chị liền mới được Làm cái gì mà giống như giặt tới vậy Bữa nay có việc dưới ấp Chị đi có dặn mấy cô ở văn phòng Có gì gấp á sao không trình bày ở đây Mà đợi chị làm chi lâu vậy cốt Chuyện này á chị nói với chị mới được Cho nên á dù nóng lòng cũng phải đợi Rồi nói đi Chuyện chung hay chuyện riêng Chuyện chung Chuyện của hội mà mấy bữa nay á chị có nghe người ta nói ra nói vô dù con liễu á nó xin việc ở xã mình không nghe đâu á nó vô làm ở nhà mở có thiệt không vậy chị hân chuyện này cũng bình thường mà sao cũng có vẻ hốt hoảng dữ vậy sao mà bình thường được con liễu nó bị sida làm sao cho nó vô cái nhà đó được mình nỗ lực biết bao lâu mới đưa được người già lang thang trẻ khuyết tật và người tâm thần vô nhà mở để quản lý và chăm sóc cho họ này mà họ biết họ ở chung với người bị Sida thì bỏ đi hết Uống công sức của chính quyền và hội mình mấy lâu nay đó chị Em liễu vẫn sinh hoạt bình thường Nó đâu có biểu hiện đang phát bệnh Hồ sơ bệnh án nó trình với tổ chức Mọi việc rất là rõ ràng Đã điều trị ổn định rồi Khả năng lao động tốt Chuyện có như vậy mà em làm như giặt tới không bằng Nhưng mà nghe nói Sida là ai cũng ớn Làm sao mà bình thường được Khi nó xuất hiện là mọi việc sẽ xáo trộn cho bà coi Bây giờ mà còn quan niệm như vậy đó hả? Sida hay gì đi nữa thì người ta vẫn phải sống, phải lao động và phải được điều trị như bao bệnh lý khác chứ. Làm gì kỳ thị phân biệt đối xử với những người này dữ vậy? Nhưng ai là người quyết định cho nó vô nhà mở? Mấy ông lãnh đạo mà biết vụ này á thì sẽ lôi thôi đó nghe chị. Đây là một tổ chức nên việc gì thì tập thể cũng đã thống nhất chứ đâu ai lén lút mà làm. Em muốn biết ai là người quyết định đưa liễu về đây chứ gì? Chị đó Thiệt vậy hả? Chị nghĩ sao á mà cho nó làm? Lỡ nó lây cho nhiều người thì sao? Chết đó, chứ không có đùa đâu. Ủa, chị nhớ cán bộ hay cộng tác viên của hội đều được tập huấn kiến thức về phòng chống HIV hết rồi mà. Sao Cúc lại nghĩ HIV lây như cảm cúm vậy? Nhưng ấn tượng chị ơi, cũng thấy sợ sợ khi mình tiếp xúc với người nhiễm bệnh này. Nhưng thiếu gì người, sao phải nhận con liễu? Em á, mau quên vậy à. Bao nhiêu lần họp phân công người phụ trách nhà mở nhưng cuối cùng á thì sao ai cũng diện đủ lý do để từ chối nay có liễu tình nguyện về đây phục vụ thì tốt quá rồi còn gì thôi không có bàn chuyện này nữa ai có đề xuất gì khác á thì làm đơn để lãnh đạo xem xét nghe thiên hạ xì xầm thì cứ nhao nhao lên vậy thì sao mà làm việc được tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện này cúc yên tâm chưa nhưng mà nếu cứ ôm cái quan niệm hẹp hòi ích kỷ cộng với kiến thức mơ hồ như vậy á thì dở lắm. Còn thắc mắc gì nữa không? Ra về mà lòng còn ấm ức, nên Cúc đi thẳng một mạch xuống nhà mở, với suy nghĩ là dần động thành viên ở đó phản đối dụ liễu vào làm việc. Người Cúc gặp đầu tiên là bà Khả. Bà là người khuyết tật, đã ở đây từ khi nhà mở mới thành lập. Mẹ ơi, cô Cúc phải không? Thiệt lâu mới thấy cô tới à? Cô khỏe hả cô Cúc? Dạ khỏe. Dì Khả Nghe nói con liễu Sida vô nhà mở làm, có không gì? Có, nó vô mới có mấy tuần à, mà quen việc rồi đó, lại siêng năng nữa. Mấy cụ bị tâm thần lâu nay á, người phục vụ họ ngại lắm, nhưng con liễu á, làm hết ráo à, nói năng nhẹ nhàng vui vẻ lắm. Ở đây á, không ai phản đối gì hết hay gì? Sau mấy ngày nay á, con nghe người ta bàn tán, không muốn cho nó lân la ở xóm làng, chứ đừng nói vô đây làm việc. Vậy là cô nghe theo lời người ta, cũng không muốn con liễu ở đây hả? Vậy cô về đây đi, hồi mấy người bỏ việc để đi chỗ khác thân tôi xích sụi dày nè còn phải lao động không lẽ bỏ mấy chục con người ở đây đói khác sao hội viên họ hỏi con rồi nhờ con nói với lãnh đạo không cho con liễu ở đây họ sợ lây bệnh cho người thân của họ mấy người đó họ biết cái gì về chuyện chuyên môn mà bàn bác sĩ cho con liễu về vì đủ điều kiện để hòa nhập cộng đồng tại sao cái kỳ thị với nó chứ dù sao người ta vẫn là con người biết đâu nó là nạn dân thì sao Ôi, ai bị dính nó cũng đổ thừa cho hoàn cảnh. Biết đâu hồi đó họ cũng làm mấy cái chuyện không đàng hoàng nên mới vậy. Lý do gì thì mình cũng phải thông cảm, tội nghiệp cho người ta. Cô Cúc chắc biết hơn tôi nhiều về cái chuyện phân biệt kinh khi người bị nhiễm HIV chứ. Đối xử bạc đãi không khéo á, rồi họ quán. Họ đi gieo rắc bệnh tật cho người khác để trả thù đời đó. Cô Cúc thấy hậu quả nguy hiểm không? gì Khả, khỏe không gì Có chị Cúc ở đây nữa hả? Hiệp hả con? Dạ Bữa nay xuống trễ vậy Sáng giờ con tiếp mấy anh em ở trên sở xuống làm việc Về dự án đầu tư nhà mở Tỉnh chọn nơi đây làm thí điểm đó gì Chị Cúc tới thăm gì khả hả, hả? Cô tới để phản ánh về chuyện con Liễu đó mà Là sao Em thấy chị Hân nhiệt tình giúp chị Liễu Mà chị Liễu cũng nỗ lực hết mình Vậy là tốt quá rồi Có gì không ổn hả chị Thì tôi nghe bà con dị nghị Nói là người bị si đa Mà vô làm việc sợ lây tùm lum Họ không muốn vậy đó chắc bà con chưa hiểu nên mới lo như vậy thôi chứ chị là người có hội phụ nữ á thì chị nắm rõ về việc phòng ngừa đối xử với người có hiv như thế nào mà tôi á thì tôi cũng biết sơ sơ thật ra hiv một thời là mọi người hoảng loạn giờ khác rồi chị ơi chắc chị đã có tập quấn về vấn đề này mà kìa chị hơn chị liễu cũng tới nữa kìa em chào hai chị chú Hẹp về lâu chưa mấy anh em trên sở ngồi lại một chút Vậy mà sáng rõ thêm nhiều vấn đề Chắc dự án này sẽ sớm được đầu tư đó chú Em cũng mong như vậy Mà chị em lo về nhân sự Sau này hình thành trung tâm bảo trợ xã hội đa chức năng Mình cần một ekip chuyên nghiệp Bởi vì sẽ có nhiều đối tượng cùng sống ở trung tâm Đúng rồi đó Hiệp Anh em cũng có định hướng Nhờ địa phương chọn người rồi đưa đi đào tạo Hầu hết là tình nguyện viên Trước giờ có chú Hiệp Nay có thêm em Liễu từ từ mình bổ sung Dạ em chào anh Hiệp Dạ em chào chị À đây là chị Cúc Tổ trưởng phụ nữ phụ trách địa bàn này đó em Bữa nay có mặt đông đủ Dì cũng có mấy lời Dì mừng á, khi nghe cháu Hiệp nói về nhà mở Giờ cô Hân thông báo rõ như vậy Chắc sắp tới sẽ tốt hơn nữa Tôi cũng mừng Nhưng mà cũng lo chuyện người phục vụ trực tiếp Cúc vẫn chưa tin nên chưa yên tâm chứ gì Mấy ngày nay á cúc đi khắp nơi vừa nghe vừa nói về việc nhà mở nhận người nhiễm hiv mặc dù tôi đã giải thích nhưng cúc vẫn không thống nhất chuyện đó có người khác lo cúc cứ làm tốt công việc của mình là được chị cúc những người mang căn bệnh thế kỷ như em ai cũng đầy mặc cảm quan mang và bế tắc em cũng không có ngoại lệ mai mà nhờ chị hân và anh chị em ở đây thấu hiểu và giúp em những ngày còn lại của cuộc đời đó, em sẽ cố gắng sống cho thật ý nghĩa để trả ơn bao người đã thương em ai hiểu được nguyên nhân nhiễm bệnh và hoàn cảnh của chị liễu thì không thể làm ngơ bỏ mặt khổ nổi hiện tại nhiều người còn khắc khe lắm thể nghe nói người có hiv là la toán lên họ là sida nó là sida đó mọi người có biết kiểu kỳ thị này là cơ hội cho hiv âm thầm lây lan ra cộng đồng không ủa sao kỳ vậy tránh xa thì an toàn Chứ sao lại... Nạn nhân của HIV cần được cộng đồng giúp đỡ, chia sẻ, thậm chí là cưu mang nữa cho những người chẳng may mắc bệnh. Họ còn có điểm tựa để sống, để dương lên. Nếu hất hủi, rẻ khinh, thì trong lòng họ sẽ mặc cảm, thù hận. Thế là họ âm thầm đi gieo rắc. Cái nguy lây lan là vậy đó. Nếu mình đặt trường hợp, người thân của mình cũng là nạn nhân thì sao? Trường hợp con liễu đáng được giúp đỡ đó chứ. Nó không giấu bệnh, không gian dối với mọi người. Nó cần công việc để tự lo cho bản thân mình, mà việc cũng cần nó. Thì tại sao mình lại từ chối? Việt Nam cũng có tên trong danh sách các nước có HIV trước năm 2000. Nhưng nhà nước mình á, có những chính sách mềm dẻo phù hợp, vừa ngăn ngừa bằng tuyên truyền giáo dục, vừa chăm sóc y tế cho người nhiễm chuyển sang S, nên giờ đây gần như khống chế sự lây lan rất là hiệu quả. Ngoài các giải pháp như chị Hân nêu, á, thì còn có một yếu tố quan trọng nữa đó là tình yêu thương Không cần điều tra lý do tai nạn nghề nghiệp Hay người có quá khứ tội lỗi Hãy cư xử bình đẳng để họ không mặc cảm Hận đời Một số nơi làm rất tốt công việc này đó chị Hân Cảm ơn mọi người đã cho em thêm niềm tin Nhờ đó mà em không còn tuyệt vọng như hồi trước nữa Chị có nghe bài hát Tôi ơi đừng tuyệt vọng hết chị Liễu Có Nhưng mà điều đó không có đủ Để tôi có niềm tin vào cuộc sống Mà chính chị Hân, anh Hiệp, dì Khả và rất nhiều anh chị em trên quỹ ban thị trấn đã mở ra cho tôi một con đường sáng. Dù ngắn hay dài thì đó cũng là tương lai của tôi. Thiệt ra tôi cũng đâu có ghét bỏ gì em liễu. Nhưng mà do mỗi ngày cứ nghe lời ra tiếng dạo nên tôi cũng quan mang theo. Bữa nay tính tới đây vận động gì khả ngăn em liễu. Nhưng mà gặp chú Hiệp á, là tôi đã biết mình sai rồi. Giờ nghe mọi người phân tích thêm, á, tôi càng thấy mình tệ quá. Làm công việc như cháu Cúc á, mà dễ bị tác động thì không có nên. Tôi là người có tuổi, vừa là người chịu ơn của nhà mở, vừa góp sức ít ỏi của mình cho cái chung. Nên ai giúp được gì cho nhà mở này là tôi ủng hộ. Còn chuyện thị phi của thiên hạ, tôi để hết ngoài tay. Con coi như con được sinh ra lần nữa đó dì Khả ơi. Còn làm được ngày nào, á, con cố hết sức mình để phục vụ. Vậy bữa nay nghe lại bài hát, tôi ơi đừng tuyệt vọng, là chị Liễu tự củng cố tinh thần, khẳng định mình một cách mạnh mẽ rồi nha. Hôm nay tôi vừa trút được một nỗi lo, đó là sự không đồng thuận của các thành viên. Nhưng như thế này là ổn rồi. Cúc đã nhận thức lại rồi, thì từ hôm nay cùng với các đoàn thể phát huy những gì Cúc đã góp phần cho địa phương nhé. Cũng phải nói cho mọi người hiểu đúng những gì mà họ còn ngờ vực lo lắng. Đừng để tình trạng dài bữa lại có tin đồn này nọ làm mọi người bất an. Chứ có lợi gì đâu Nếu ai cũng nghĩ được như gì á Thì khỏe cho tụi con quá Thì biết mình kém cỏi Nên gì phải ráng học hỏi chứ Hiệp Nhờ vậy mà bây giờ Phụ việc với cô Hân và mọi người nè Nhưng gì còn lo một chuyện Ủa Dì Khả lo việc gì vậy vậy Việc tình nguyện viên á Tuổi gần 40 Mà suốt ngày chỉ lo cho thiên hạ Không biết chừng nào mới lo cho mình đây Cô chừng ế tới già nghe con Dạ Con cảm ơn dì Khả để hoàn chỉnh mọi thứ cho trung tâm á là con tính chuyện của con liền hả gì vậy mấy chị cũng lo để dành tiền đặng mừng đám cưới em đó hiệp quý vị và các bạn thân mến quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh tôi ơi đừng tuyệt vọng của tác giả lê ngọc diễm đến đây chương trình câu chuyện truyền thanh của đài phát thanh Vĩnh long xin được khép lại huỳnh thanh tuấn và những người thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này thân ái chào tạm biệt